31. Dạ thần, Bà San Bà Diễn Đà, phó thác thứ nhất, hoan hỷ địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử, một lòng suy ngẫm lời dạy của vị địa thần an trụ, ghi nhớ thọ trì môn giải thoát tạng trí huệ không thể trở hoại của Bồ Tát, tu tam muội của Bồ Tát, học quỹ tắc của Bồ Tát, quán sát du hí của Bồ Tát, nhập vào sự vi diệu của Bồ Tát, đắc được trí huệ của Bồ Tát, đạt được bình đẳng của Bồ Tát, biết vô biên của Bồ Tát, dò lường sự thâm sâu của Bồ Tát. Thiện tài từ từ đi du hành đến thành Ca Tỳ La, đi vào từ cửa hướng đông, đứng chờ chẳng bao lâu thì mặt trời lặn, tâm nhớ lời dạy tùy thuận các Bồ Tát, khát ngưỡng muốn gặp vị chủ dạ thần đó. Đối với thiện tri thức, sinh nghĩ tưởng là Như Lai, lại nghĩ như vậy, nhờ thiện tri thức mà được con mắt khắp cùng, thấy rõ khắp cảnh giới mười phương, nhờ thiện tri thức mà hiểu được rộng lớn, thấu đạt khắp tất cả nhân duyên, nhờ thiện tri thức mà được mắt tam muội quán sát được khắp tất cả pháp môn, nhờ thiện tri thức mà được mắt trí huệ chiếu rõ được khắp biển cõi mười phương. Khi nghĩ như vậy thì thấy vị dạ thần ở trong hư không ngồi trên tòa sư tử hương liên hoa tạng trong lầu các báu, thân màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, tướng mạo đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Các chuỗi báu dùng làm nghiêm sức, thân mặc y phục đỏ, đầu đội mão phạm thiên, tất cả tinh tú hiện rõ trên thân, mỗi lỗ chân lông trên thân của vị dạ thần đó đều hiện hóa độ vô lượng vô số chúng sinh trong đường ác, khiến cho thân họ được lìa khỏi hiểm nạn. Các chúng sinh đó hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc có người hướng về hai thừa Bồ Đề, hoặc có người tu hành đạo nhất thiết trí. Lại trong mỗi các chân lông đó thị hiện đủ thứ phương tiện giáo hóa, hoặc vì họ hiện thân, hoặc vì họ thuyết pháp, hoặc vì họ thị hiện đạo thanh văn thừa, hoặc vì họ thị hiện đạo độc giác thừa, hoặc vì họ thị hiện Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát tam muội, Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí, đủ thứ thành thục chúng sinh như vậy. Thiện tài đồng tử thấy nghe như vậy rồi, tâm sinh đại hoan hỉ, cúi thân sát đất, đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng rồi chắp tay ở trước vị dạ thần, mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tâm con trông mong nương thiện tri thức, đắc được công đức pháp tạng của các Như Lai, xin hãy vì con thị hiện đạo nhất thiết trí, con tu hành trong đó cho đến bậc thập lực. Bấy giờ vị dạ thần đó bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, thâm tâm ngươi cung kính thiện tri thức, thích nghe lời thiện tri thức, tu hành theo lời dạy của thiện tri thức, nhờ tu hành mà ngươi chắc chắn sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát Pháp Quang Minh, phá si ám của tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta đối với chúng sinh ác huệ thì khởi tâm đại từ, đối với chúng sinh nghiệp bất thiện thì ta khởi tâm đại bi.